Duy Linh xin đến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tiếp tục chương trình, Duy Linh và anh Lợi sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nghe và xem một cái mẫu chuyện thật là đau lòng ở đây. Hôm nay Duy Linh sẽ quay trở lại với chủ đề là điện, quý vị. Trong một ngôi nhà này gồm có bốn người, hai vợ chồng, một cái anh chủ nhà đó, anh 40 mấy tuổi, và anh có một người con gái 18 tuổi và một cậu con trai 10 tuổi. Khi thì hai vợ chồng ở nhà cũng chăm một cái vườn rau và chăn nuôi vài con lợn và vài chục con gà phục vụ vấn đề giải trí. Và một hôm đó thì sáng sớm anh ngủ dậy trước một mình, và anh mới ra ngoài cái chuồng lợn đó, anh mới bật cái motor lên và anh xịt nước để mà rửa rồi dội chuồng đó, vì không may khi anh bật cái motor lên mà cái motor đó nó bị rò rỉ điện sao đó, mà nước nó vẫn bơm lên. Duy Linh nói thì quý vị sẽ hiểu liền, bởi vì khi chúng ta cầm cái vòi nước là người ta phải bích cái ngón tay vào trong cái vòi nước để cho cái vòi nước nó ria mạnh lên và nó đi xa hơn. Thì cái anh này cũng như vậy, anh cầm ngón tay anh bịch vô cái vòi nước thì bỗng nhiên điện nó giật anh. Mà cái vị trí đặt máy bơm đến cái vị trí mà anh xịt cái chuồng heo đó thì tầm khoảng 10 mét. Mà điện nó rò rỉ từ máy bơm, nó dẫn lại tới cái chuồng heo. Mà không biết nguyên nhân như thế nào đó mà điện giật anh té vào trong cái chuồng heo luôn. Mà trong khi đó là con heo nó đã đói, một bầy heo 10 con nó đã đói. Mà nó cạp trên cái, khi đó là anh ở trần, và những con heo này nó đang đói, và nó cạp cái phần thịt trên tay của anh và trên lưng của anh, ăn hết cái phần thịt luôn. Cái máy bơm thì nó vẫn chạy tè 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 bình thường. Không biết thời gian bao lâu thì không biết chính xác, người vợ mới ngủ dậy và đi ra thì nghe cái máy bơm nó chạy và không thấy anh chồng. Và người vợ này đi ra không có tắt máy bơm, tưởng đâu anh chồng nó cầm xịt gì đâu ngoại. Mà trong khi đó nước chảy ra linh láng, và người vợ vô tình bước vào cái vũng nước đó mà có mang dép, nhưng mà cũng bị điện giật luôn. Và kết cục là hai vợ chồng đã hy sinh ở ngoài chuồng heo. Và cũng không biết chính xác là bao lâu, là tới 10 giờ cái người con gái lớn nhất đã 18 tuổi đó, là cái người con gái đó mới ngủ và ngủ dậy và đi ra cũng như vậy, nghe có tiếng máy chạy rè rè và nhìn không thấy ai hết. Và cái cô con gái này thông minh là lợi kéo con dao xuống. Nhưng mà cái cô con gái này cũng không có ra mà cái chuồng heo, tại vì kéo con dao xuống rồi cô gái này mới đi súc miệng rửa mặt rồi mới đi ra đó mà kiểm tra ngoài cái chuồng heo. Thì khi mà ra tới chuồng heo là phát hiện là người mẹ nằm ở bên ngoài đã khét đen, và người cha thì nằm ở trong cái chuồng heo. Những con heo đó nó đói á, nó cạp cái phần thịt nó ăn ở trên lưng, và một cái cánh tay nó ăn chùi lỗi còn xương không. Lúc đó cô gái, người con gái đó la làng lên, và hàng xóm đến là nhìn cái anh chồng này rất thảm thương, bởi vì chết mà cái khu vực trên lưng á và cái tay bị heo ăn thịt hết. Mà những con heo đó không có con heo nào bị điện giật hết. Mà trong khi đó là cái vòi nước thì bên ngoài, mà anh chồng thì lại té vào trong chuồng heo. Ở hàng xóm người ta cũng lại giúp đỡ cô gái này và báo cho công an. Lúc đó là cô gái này đầu óc rối tung rồi, không làm được việc gì hết. Và hàng xóm chung tay và báo cho công an. Công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rồi bàn giao hai thi thể này cho hai em và người nhà để mà lo hậu sự cho cha mẹ. Mà theo thông tin mà mình nhận được là em gái này cung cấp á, là khoảng một tháng trước là cái máy bơm này nó có giật một lần rồi, nhưng mà nó giật nhẹ thôi. Nó chỉ giật một lần, nhưng mà tiện cái là nó hết liền. Nên là người nhà cứ nghĩ là nó bị cái gì cái thôi nó hết. Mà không ngờ là sau một tháng thì cái máy bơm này nó lại giật mạnh hơn. Và cuối cùng thì cũng cái máy bơm đó mà đã cướp đi sinh mạng của hai người. Rồi khi làm đám tang xong đó, người bà nội của mấy em này đó quyết định là bán cái mảnh đất này, bán cái ngôi nhà này cho một cái vị đại gia. Thì quý vị thấy ở phía chung quanh đây, người ta đang san lấp mặt bằng. Và hôm nay mình đến đây mình ghi hình cái ngôi nhà này, thì chắc có lẽ là sau này là ngôi nhà này sẽ không còn nữa, bởi vì người ta đang phá dở dang, quý vị đang nhìn thấy. Cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta nghe và xem là chính là em gái con của anh chị mà đã qua đời này đã liên hệ với Duy Linh để Duy Linh đến đây ghi hình mà gửi đến cho quý vị nghe và xem. Thông qua video này, cái người em gái này muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng chúng ta làm điện,
chúng ta sử dụng điện mà máy bơm nó rất là nguy hiểm. Nên là khi mà chúng ta thấy cái dấu hiệu máy bơm bất thường gì đó thì tốt nhất là chúng ta nên sửa hay là làm gì đó. Khi phát hiện máy bơm chạy không mà không thấy người, tốt nhất ta nên cúp cầu dao. Đừng có để giống như mà người mẹ của em gái này chạy ra mà vô tình dẫm vào cái vũng nước mà điện nó giật cũng qua đời. Thì thông qua câu chuyện này, Di Linh cũng có đôi lời nhắn nhủ đến quý cô chú anh chị và các bạn. Bởi vì trước đây Di Linh có lên một cái video mà cái vấn đề mà cô chú mà trồng rau đó, việc sử dụng motor bơm nước đó mà bị điện giật á, thì cũng khi Di Linh đăng cái video lên thì mọi người đón nhận cũng khá là tốt. Nhưng mà có một số thành phần nhỏ chửi Di Linh, nói Di Linh nhảm nhí này kia, đăng mấy chuyện tào lao. Thì thật sự là người nào nằm trong chăn mới biết là chăn có rận cái việc. Thật sự ai sử dụng máy bơm, nếu mà làm theo cách của Di Linh á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đỡ được một phần nào đó mà không có bị xảy ra án mạng. Bởi vì khi mà cái máy bơm mình câu một cái cọng te xuống đất á, nhưng mà nếu mà nó rò rỉ điện nữa thì là ắt nó sẽ nổ. Bởi vì cái nói vấn đề điện ấy, Di Linh cũng hiểu rất là nhiều về điện. Quý vị mua hàng chẳng hạn như là tủ lạnh nè, máy giặt, thì quý vị để ý là lúc nào người ta bên nhà sản xuất cũng sản xuất cho chúng ta dư một cái cọng te để âm xuống đất, để rủi ro mà nó chạm điện đó là nó sẽ nổ, hoặc là nó làm cách nào đó mà nó không giật chúng ta. Thì nhà sản xuất đã, kỹ sư người ta đã tính được cái con đường đó. Nhưng mà về Việt Nam á, là Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta không sử dụng cái chức năng đó. Nên là khi mà có rủi ro về điện thì chắc chắn là cái người sử dụng điện đó, sử dụng cái motor đó hay là cái thiết bị đó chắc chắn là chịu cái sự hậu quả đó rồi. Có một số anh chị nói là Di Linh nhảm nhí, nói chuyện tào lao, chuyện không nói có. Thì trong mỗi gia đình chúng ta nè, Di Linh kể cho vị, máy bơm nước, máy giặt, tủ lạnh, những thiết bị đó đều có cọng dây te để mà te xuống đất, tại vì chúng ta không xài. Bởi vì hiện tại bây giờ quý vị chưa có xảy ra cái vụ án đó hay xảy ra cái vụ điện giật, thì quý vị thấy là Di Linh nói là quý vị nói là Di Linh nói tầm sàm tầm điên, nhưng mà thật sự trong gia đình của quý vị mà có người thân đã bị điện giật rồi, quý vị sẽ hiểu cái cảnh mà điện nó giật những thiết bị đó như thế nào. Bản thân của Di Linh là người nhà của Di Linh, Di Linh có một người cháu rể, là cháu rể bên vợ đó, là hai vợ chồng cưới nhau cũng được gần một năm đó. Và khi mà người vợ sinh con, người vợ của cái em đó là cháu của mình đó, là khi người vợ mới sinh ra đâu được một hai tháng gì đó, thì người chồng mới cầm cái motor, cầm cái ống nước mà đi tưới đó, cũng sử dụng motor. Mà cái ống nước nó dài gần 100 mét, mà đặt cái, từ cái vị trí cầm cái vòi nước tới cái motor gần 100 mét. Nhưng mà nó rò rỉ từ cái motor đó mà người cháu rể mình cũng bị điện giật mà qua đời, là nay đã gần 20 năm. Đó thì Di Linh hôm nay nói cũng hơi nhiều vấn đề bị điện giật. Thì Di Linh rất mong quý vị xem. Thì người nào tin tưởng thì mình nghiên cứu để rút ra cho mình một bài học, để sau này có thể là mình hoặc là người nhà của mình sẽ tránh được cái rủi ro về những thiết bị điện giật đó nha quý vị. Rồi câu chuyện hôm nay Di Linh kể cho quý cô chú anh chị và các bạn nghe và xem đến đây đã hết rồi quý vị. Di Linh xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Bye bye và hẹn gặp lại.